Trong quyết định đưa ra ngày 29 tháng 3, Tổng thống Zelensky đã cách chức hai phó tránh văn phòng Tổng thống và bổ nhiệm cựu quan chức an ninh cấp cao làm đại sứ tại nước láng giềng Moldova. Theo xác lệnh được công bố, Tổng thống Zelensky đã cách chức ông Andriy Smirnov, quan chức chịu trách nhiệm về các vấn đề chính sách pháp lý, và ông Oleksiy Niprov, người đứng đầu bộ máy của văn phòng. Đây là hai nhân vật nằm trong số 10 cấp phó của tránh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yevmak. Hai nhân vật được bổ nhiệm thay thế là bà Olena Kovanska, nhân vật tham gia nhóm cố vấn cho Tổng thống Zelensky về việc thành lập tòa án để truy tố Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow và bà Irina Mudra, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, Tổng thống Zelensky còn thông báo quyết định bổ nhiệm ông Oleksiy Danilov làm đại sứ Ukraine tại Moldova, đồng thời cho biết ông Danilov muốn nhanh chóng có một cuộc gặp ngoại giao. Tổng thống Zelensky mô tả Mozova là một quốc gia cực kỳ quan trọng cả từ quan điểm về những thách thức an ninh trong khu vực và từ quan điểm hợp tác song phương. Tổng thống thân châu Umaya Sandu của Mozova đã lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Đây là những diễn biến mới nhất trong cuộc cải tổ của Tổng thống Zelensky, nhà lãnh đạo vốn chủ yếu thay người ở lĩnh vực quân sự. Trong đó đáng chú ý là bổ nhiệm ông Alexander Sirskyi làm tổng tư lệnh thay ông Valery Zaluzhny. Ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo rằng châu Âu đang ở trong thời kỳ tiền chiến nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước trước khi sẵn sàng đối đầu với mối đe dọa từ Nga, theo đài CNN. Ông Tusk đưa ra phát ngôn trên trong cuộc phỏng vấn với tờ Die Welt của Đức Chiến tranh không còn là khái niệm từ xưa nữa. Đó là sự thật, và nó đã bắt đầu từ hơn hai năm trước. Điều đáng lo ngại nhất lúc này là bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Chúng tôi chưa từng chứng kiến tình huống như thế này kể từ năm 1945, ông Tusk nói. Do đó, Thủ tướng Ba Lan kêu gọi việc phải làm quen với thực tế là một kỷ nguyên mới đã bắt đầu, kỷ nguyên tiền chiến. Tuy nhiên, ông Tusk cảnh báo rằng châu Âu chưa sẵn sàng đối mặt với mối đe dọa chúng ta phải sẵn sàng, châu Âu vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Ông Tusk nói thêm rằng, bước đầu tiên là các nước phải đáp ứng mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, và chi 2% GDP cho quốc phòng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Ba Lan kêu gọi tăng viện trợ thiết bị và đạn dược cho Ukraine vì chúng ta đang sống trong thời điểm quan trọng nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Hai năm tới sẽ quyết định mọi thứ nếu chúng ta không thể hỗ trợ Ukraine đủ trang thiết bị và đạn dược. Nếu Ukraine thua, không ai ở châu Âu có thể cảm thấy an toàn, ông Tusk nói, trong bối cảnh xung đột Nga Ukraine vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng, các đồng minh phương Tây và các quan chức quân sự hàng đầu ngày càng lo lắng về nguy cơ xung đột lan rộng, mặc dù phía Nga liên tục bác bỏ mọi ý định tấn công châu Âu. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Secy Brown Ngày 28 tháng 3 nhận định với báo giới rằng rủi ro leo thang không cao như lúc đầu. Những tuyên bố của Nga vào tháng 9 năm 2022 cho thấy việc cung cấp những vũ khí như vậy cho Ukraine sẽ vượt lằn sân đỏ với tâm bắn của chúng cho phép Ukraine tấn công Moscow. Tướng Mark Milley nhận định với The One vào thời điểm đó rằng những người trong giới học thuật, các tổ chức nghiên cứu, đó là chính sách tuyên bố, khi các quan chức cấp cao đưa ra các tuyên bố về những gì họ sẽ làm hoặc không làm nếu một số hành động nhất định diễn ra. Các quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra học thuyết quân sự của Nga, đặc biệt liên quan đến cái gọi là rủi ro hiện hữu. Theo đó nói rằng, việc cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy có thể buộc Nga phải đắp trả hạt nhân hoặc thúc đẩy nước này tấn công các nước NATO. Từ mùa thu, các báo cáo cho thấy Mỹ có thể đã thay đổi tính toán và có lẽ cung cấp một số lượng nhỏ các tên lửa tầm xa một cách bí mật. Bất chấp thực tế, Nhà Trang trước đó nói rằng Washington không đủ tên lửa. Chính quyền tổng thống Biden đã cố gắng tránh xác nhận hoặc phủ nhận báo cáo. Mới đây, ngày 20 tháng 3, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, Jack Sullivan tuyên bố: "Hôm nay tôi không có gì để công bố ở đây về vấn đề đó. Khi chúng tôi có điều gì đó để chia sẻ, chúng tôi chắc chắn sẽ chia sẻ." Ông Brown cũng không chính thức xác nhận hay phủ nhận thông tin này, nhưng ông nói rằng Phản ứng im lặng của Nga đối với một loạt cuộc tấn công UAV gần đây của Ukraine vào trong lãnh thổ Nga đã cho phép lâu nông góc điều chỉnh phân tích của mình về nguy cơ có thể xảy ra nếu cung cấp ATAX cho Ukraine. Các nhà quan sát và thậm chí một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã thúc đẩy Mỹ cung cấp tên lửa vì chúng sẽ cho phép Ukraine chiếm các vị trí sơ hữu của Nga. Ukraine gần đây đang bị mất lãnh thổ và một số chuyên gia cho rằng nếu quốc hội không thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Nga có thể giành thêm thành quả trong mùa xuân này. Ông Podao cũng một lần nữa khuyến khích việc thông qua nhanh chóng gói hỗ trợ bổ sung và cho rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với các cuộc pháo kích liên tục trong tương lai gần. Trong bài phỏng vấn Washington Post được đăng tải ngày 29 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nhà Trắng đã đề nghị Ukraine ngừng các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Ukraine sẽ tiếp tục những vụ tấn công như vậy nếu Mỹ không cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí hiện đại hơn. Ông Zelensky cho hay Mỹ phản ứng không mấy tích cực với đề nghị này. Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của mình cho các vụ tập kích qua biên giới. Không ai có thể nói với chúng tôi rằng các vị không làm được điều đó nếu không có hệ thống phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng trước những vụ tấn công của Nga thì tại sao chúng tôi không thể đáp trả tương tự, ông Zelensky nói. Theo truyền thông địa phương, sau một thời gian phát triển năng lực tấn công tầm xa, Ukraine bắt đầu tăng cường tập kích UAV vào hệ thống nhà máy lọc dầu Nga vài tuần trở lại đây, trong đó có hạ tầng của tập đoàn Dines và Lukoil. Nguồn tin Ukraine cho biết, trong chiến dịch tập kích gần đây, Kiev đã nhắm vào ít nhất 12 nhà máy lọc dầu của Nga. Đây là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm đưa xung đột sang lãnh thổ Nga và làm gián đoạn nguồn cung dầu cho quân đội Nga, hạn chế nguồn thu nhập của Moscow. Ngoài ra, các sản phẩm dầu và hóa dầu đóng vai trò quan trọng tạo nguồn thu nhập cho Nga. Moscow xuất khẩu những sản phẩm này cho hàng chục quốc gia trên thế giới tuy nhiên sau khi nga đáp trả bằng các vụ tấn công vào nhà máy điện trên khắp ukraine ông zelensky nói rằng tấn công vào lãnh thổ nga là một hình thức gian đe bởi kiev đã cạn kiệt tên lửa phòng không mà phương tây viện trợ ukraine thừa nhận phải lui quân nếu thiếu viện trợ của mỹ trong cuộc phỏng vấn ông zelensky một lần nữa hối thúc các đồng minh đối tác phương tây tăng cường viện trợ Ông thừa nhận nếu không có viện trợ của Mỹ, lực lượng Ukraine sẽ phải từng bước lui quân. Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có hệ thống phòng không, không có tên lửa Patriot, không có thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, không có đạn pháo 155mm. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông nói thêm, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải rút lui từng bước. Chúng tôi đang tìm cách để không phải rút lui. Cuối năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất một gói viện trợ bổ sung hơn 60 tỷ USD cho Ukraine. Tuy nhiên, gói viện trợ này vẫn bế tắc tại Quốc hội do gặp trở ngại ở Hạ viện khi các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng Mỹ còn nhiều ưu tiên khác trong nước. Ông Zelensky cho hay, Ukraine đang khắc phục tình trạng thiếu tên lửa bằng cách sử dụng các loại vũ khí, hệ thống phòng không nội địa. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Ukraine Form được công bố hôm thứ Sáu, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine AFU Oleksandr Shishky cảnh báo nếu quân Nga lại tấn công vào Kharkov, thành phố này sẽ trở thành tử địa cho người Nga. Theo các chuyên gia phân tích, mối đe dọa về một cuộc tấn công của Nga vào thành phố phía đông Kharkov của Ukraine một lần nữa lại xuất hiện trong những cảnh báo gần đây. Ukraine Form đã yêu cầu ông Shishky đánh giá mức độ thực sự của mối đe dọa này. Tổng tư lệnh AFU nói rằng quân đội Ukraine coi trọng mọi mối đe dọa và đã tăng cường khả năng phòng thủ mạnh mẽ cho khu vực Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ông nói, nếu người Nga tới đó một lần nữa, Kharkov sẽ là một thành phố chết chóc đối với họ. Chúng tôi đã có kinh nghiệm hoạt động chiến đấu ở khu vực Kharkov. Chúng tôi đã loại bỏ đối phương và giải phóng một phần lớn khu vực Kharkov. Ông Sisky cũng tiết lộ rằng Ukraine đã lắp đặt một hệ thống rào cản phức tạp để ngăn chặn bước tiến của quân Nga tới thành phố. Cũng theo người đứng đầu AFU, hiện tại Ukraine không cần thiết phải huy động thêm 500.000 binh sĩ. Ông Sisky nói, sau khi xem xét nguồn lực nội bộ của chúng tôi và làm rõ cơ cấu chiến đấu của lực lượng vũ trang, con số này đã giảm đáng kể. Ông hy vọng rằng Ukraine sẽ có đủ số lượng người có khả năng bảo vệ đất nước, không chỉ thông qua những người đi lính mà còn thông qua lực lượng tình nguyện đáng kể của Ukraine. Ông Shisky nói, chúng tôi hiện đang xem xét sức mạnh của một số đơn vị không chiến đấu dựa trên việc kiểm tra hoạt động của họ. Điều này cho phép chúng tôi tích lũy hàng nghìn quân nhân và triển khai họ đến các đơn vị chiến đấu. Tuy nhiên, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cũng khẳng định trọng tâm chính của ông là cứu mạng sống của binh sĩ. Theo đó, những người nhập ngũ sẽ không bị đưa ngay vào chiến đấu mà trước tiên phải được huấn luyện bài bản. Ông Zelensky tuyên bố sắt có thể tái chế lại nhưng không thể đưa người đã chết sống lại. Trả lời phỏng vấn nhật báo Ivestia được đăng tải sáng ngày 29 tháng 3, ngoại trưởng nga Lavrov cho biết kế hoạch hòa bình do Ukraine đề xuất là vô nghĩa vì nó dựa trên những quan điểm không thể chấp nhận. Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình mà Thụy Sĩ dự định tổ chức sẽ không thành công cho đến khi các căn cứ cơ bản của nó được thay đổi, bao gồm cả việc cho phép Nga tham gia. Ông tuyên bố trong mọi trường hợp, Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc thảo luận nhưng không dựa trên cơ sở công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky bác bỏ mọi quan điểm đàm phán với Nga trên bất kỳ cơ sở nào khác ngoài kế hoạch hòa bình mà ông đề xuất. Ngoại trưởng Lavrov cho biết, ông đã gặp các quan chức và nhà ngoại giao từ Thụy Sĩ và được đảm bảo rằng Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình mà nước này đồng ý đăng cai sẽ có sự tham gia của Nga và được tiến hành theo các điều kiện thực tế. Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng cho rằng các đề xuất của Mỹ nhằm thảo luận về các thỏa thuận vũ khí, tách vấn đề vũ khí ra khỏi cuộc xung đột Ukraine là vô nghĩa. Hoạt động giám sát của ban chuyên gia liên hợp quốc về việc thực hiện các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sẽ kết thúc vào cuối tháng 4. Việc Nga sử dụng quyền phủ quyết sẽ không làm mất những biện pháp trừng phạt, nhưng sẽ khiến nhóm giám sát không thể tiếp tục công việc theo dõi xem có hành vi nào vi phạm hay không. Triều Tiên chịu nhiều biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ năm 2006 vì chương trình hạt nhân. Từ năm 2019, Nga và Trung Quốc cố gắng thuyết phục Hội đồng Bảo an nới lỏng trừng phạt Triều Tiên, không có thời hạn nào đặt ra cho việc áp dụng các lệnh này. Ngày 28 tháng 3, phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cảnh sản cho rằng các lệnh trừng phạt làm tăng căng thẳng và đối đầu, gây tác động tiêu cực nghiêm trọng lên tình hình nhân đạo. Trung Quốc bỏ phiếu trắng trong khi Nga phủ quyết. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia nói rằng nếu không có đánh giá hàng năm để điều chỉnh biện pháp trừng phạt, hoạt động của ban giám sát là không chính đáng. Ông Nebenzia nói bà giám sát tiếp tục tập trung vào những vấn đề tầm thường không tương xứng với những vấn đề mà bán đảo đang phải đối mặt bất chấp các lệnh trừng phạt triều tiên vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và vũ khí của họ tuần trước nước này thử động cơ chạy bằng nhiên liệu rắn dùng cho báo chí nhà nước đưa tin tên lửa siêu thanh tầm trung loại mới những vụ phóng thử tên lửa hành trình gần đây của triều tiên dẫn đến suy đoán rằng bình nhưỡng đang thử các loại vũ khí chuyển cho nga để sử dụng trên chiến trường ukraine việc Nga sử dụng quyền phủ quyết lần này vấp phải chỉ trích gay gắt của Mỹ, Hàn Quốc và Ukraine. Trong một tuyên bố riêng, 10 thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó có Anh, Pháp và Mỹ, bảo vệ hoạt động giám sát thực hiện trừng phạt.